ATM Lucky, Lucky Meal, Mix Group đồng hành cùng chương trình. Quỹ đầu tư Mỹ mua trái phiếu quả bom nợ. Châu Âu, lạm phát đạt mức cao nhất trong 13 năm. Facebook mà cũng sập. Đề nghị Hà Nội mở lại đường bay nội địa. Xin chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Điểm tin 24 giờ, được upload lần đầu vào 19h30 phút hàng ngày trên các nền tảng của Invest TV, và tôi là biên tập viên ảo Hoàng Phi của Invest TV. Marathon Asset Management, quỹ đầu tư quản lý khối tài sản trị giá 23 tỷ đô la Mỹ, đang mua trái phiếu của Evergrande. Lãnh đạo quỹ đầu tư này cho biết đã mua một lượng trái phiếu đầu tiên trong tuần này của nhà phát triển bất động sản Trung Quốc và sẽ tiếp tục mua trong thời gian tới. Tháng này, giá trái phiếu bằng đô la Mỹ của Evergrande đã giảm xuống dưới 30 cent. Evergrande cũng mới cho biết đã ký thỏa thuận bán 1,75 tỷ cổ phần tại ngân hàng Shenzhen cho tập đoàn đầu tư tài chính Shenirang Shenzhen với giá 5,7 nhân dân tệ mỗi cổ phần. Theo đó, Evergrande dự kiến thu về số tiền trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ qua thương vụ bán vốn này. Evergrande đang phải vật lộn với khoản nợ tổng cộng hơn 300 tỷ đô la Mỹ và nỗ lực không ngừng để bán bớt cổ phần trong các tài sản khác. Họ đã bán bớt tài sản cho các nhà cung cấp và nhà thầu để bù đắp một số khoản nợ chưa thanh toán. Theo dữ liệu sơ bộ từ văn phòng thống kê Eurostat của châu Âu, lạm phát khu vực đồng euro đạt mức 3,4% vào tháng trước. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2008, khi lạm phát đạt 3,6%. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng của Đức vào tháng 9 tăng 4,1%, ở mức cao nhất trong gần 30 năm. Lạm phát tăng do giá năng lượng tăng cao, làm các nhà hoạch định chính sách thêm quan ngại. Tờ Bloomberg đưa tin, 10.000 tài liệu bị rò rỉ về việc Facebook chỉ quan tâm lợi nhuận, bỏ mặc lợi ích của người dùng. Ngoài ra, còn có những slide nghiên cứu nội bộ cho thấy ảnh hưởng mà Facebook và Instagram đối với sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên. Facebook thì vẫn khăng khăng bảo vệ mình. Tuy nhiên, do ảnh hưởng sau những báo cáo này, vào tuần trước Facebook đã buộc phải hoãn kế hoạch ra mắt phiên bản Instagram cho trẻ dưới 13 tuổi. Những tài liệu rò rỉ ra ngoài đã bổ sung thêm hàng loạt vấn đề đau đầu mà Facebook gặp phải, khiến công ty đối mặt với vô số khó khăn. Cũng liên quan đến Facebook, bắt đầu từ 22 giờ 40 phút tối ngày 04 tháng 10, theo giờ Hà Nội, toàn bộ mạng lưới dịch vụ của Facebook đã ngừng hoạt động trên toàn cầu, bao gồm cả Instagram, WhatsApp và Messenger. Đến 5 giờ 33 phút sáng ngày 5 tháng 10, Facebook thông báo, chúng tôi đã nỗ lực khôi phục quyền truy cập vào các ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi, và chúng tôi vui mừng thông báo mọi thứ đã hoạt động trở lại. Sau khi sự cố được khắc phục, tỷ phú Mark Zuckerberg cũng đã chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn trên trang cá nhân Facebook của mình. Chúng tôi biết một số người dùng đang gặp sự cố khi truy cập vào các ứng dụng và sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi đang nỗ lực để mọi thứ trở lại bình thường nhanh nhất có thể. Chúng tôi xin lỗi vì sự cố này. Sự cố sập mạng được cho là đã diễn ra sau khi chương trình truyền hình 60 phút phát sóng lời cáo buộc của Franz Hogan. Tại đây, cô nhận định rằng Facebook biết rõ nền tảng này truyền bá thù địch, bạo lực và thông tin sai lệch nhưng đã cố tình che giấu chứng cứ, CNN cho biết. Tuy nhiên, Facebook đã chính thức bác bỏ điều này. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Trúc Lâm Yên Tử. Diện tích khoảng 22.464,9 m². Đây là đối tượng rừng thuộc khu rừng phòng hộ môi trường cảnh quan thành phố Đà Lạt do Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm quản lý. Nguồn gốc là rừng trồng thông ba lá bằng nguồn ngân sách nhà nước, với diện tích khoảng 22.464,9 m². Trước đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng có nghị quyết thống nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Trúc Lâm Yên Tử. Ngày 1 tháng 10, APWIO phối hợp với Tổ chức Chất lượng Australia vừa tổ chức lễ trao giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương 2021 trực tuyến. Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương 2021 vinh danh TH ở hạng mục cao nhất cho loại hình sản xuất lớn, mang tên World Class Award trong hệ thống giải thưởng GPEA. TH đã phải chứng minh chất lượng và sự xuất sắc
ở mức đẳng cấp quốc tế trong toàn bộ các quy trình, hoạt động sản xuất kinh doanh, với sự thẩm định khắt khe của các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật hàng đầu châu Á và thế giới. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xin ý kiến về kế hoạch khai thác vận tải hàng không nội địa giai đoạn 1, dự kiến áp dụng từ ngày 5 tháng 10. Theo kế hoạch, ngành hàng không sẽ khai thác 91 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày trên đường bay giữa Hà Nội đi với các tỉnh, thành phố, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Nghệ An, Quảng Bình, Bà Rịa Vũng Tàu. Theo hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của Bộ Giao thông Vận tải, khách hàng đi máy bay phải tuân thủ 5K, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 hoặc đã tiêm một liều vaccine đủ 3 tuần. Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Cũng như cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, công ty cổ phần tập đoàn MIC Group Việt Nam, công ty cổ phần ATM Lucky Việt Nam và công ty cổ phần tập đoàn For Việt. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế, bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường có thể liên hệ theo số hotline chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ mail là banbiên tập a@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.